Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi Trang Địa Phương huyện Tân Lạc do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Chương trình Trang Địa Phương ngày 1 tháng 3 năm 2020 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị tiếp nhận xi măng hỗ trợ xã Ngổ Luông xây dựng nông thôn mới. Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình giám sát việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Tân Lạc. Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội điểm chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025. Trường Trung học cơ sở Kim Đồng sẵn sàng vận dụng các kịch bản để ứng phó với dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 3, huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị tiếp nhận xi măng do các doanh nghiệp sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Ngổ Luông. Sự buổi tiếp nhận có các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Kiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Tinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc. Ngổ Luông là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Tân Lạc nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung. Xã cách trung tâm huyện khoảng 30 km. Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của nhà nước, các chương trình 135, dự án giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Tân Lạc và các dự án hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ, kinh tế xã hội của xã đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, đời sống người dân vẫn còn ở mức thấp. Một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội cũng như lộ trình xây dựng nông thôn mới của xã, đó chính là vấn đề giao thông. Đến nay, tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã vẫn chưa được hoàn thành. Các trục đường nội xóm, nội xã đi lại rất khó khăn. Hiện xã mới đạt 10 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Chia sẻ về khó khăn của địa phương, ba doanh nghiệp sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh đã quyết định hỗ trợ xã Ngổ Luông 1.000 tấn xi măng để cứng hóa hệ thống giao thông và các công trình phúc lợi xã hội. Trong đó, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh hỗ trợ 500 tấn, công ty cổ phần xi măng X18 hỗ trợ 250 tấn và công ty trách nhiệm hữu hạn xi măng Vĩnh Sơn hỗ trợ 250 tấn. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngổ Luông mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng là địa phương luôn có tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức tự lực tự cường, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Sự hỗ trợ của các doanh nghiệp với 1.000 tấn xi măng có ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp địa phương đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới. Việc tổ chức tiếp nhận hỗ trợ 1.000 tấn xi măng là để thay cho lời tri ân của tỉnh, huyện, xã đối với các doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông, phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng ngày 9 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Về phía điểm cầu huyện Tân Lạc, đồng chí Bùi Văn Tinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến dự. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 8 tháng 3 năm 2020, tỉnh Hòa Bình chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tính đến 15 giờ ngày 8 tháng 3, toàn tỉnh có 25 người nghi nhiễm và đang thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế. Trong đó, 21 người đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và 18 người đã có kết quả âm tính với COVID-19. 3 trường hợp đang chờ kết quả. 25 trên 25 người được điều trị và thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở ngoài y tế và 42 người cách ly tại nhà. 106 người cách ly tại trường quân sự tỉnh đang có sức khỏe ổn định. Ngoài ra, có một số người trong chuyến bay VN0054 từ London tới sân bay Nội Bài sáng ngày 2 tháng 3 di chuyển đến một số địa điểm tỉnh Hòa Bình. Hiện nay, những nơi các hành khách tới đã được khử trùng. Những người tiếp xúc với các hành khách này đã được cách ly theo đúng quy định. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, tình hình dịch COVID-19 rất phức tạp, phòng chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc của chính phủ, chủ động không lơ là, chủ quan, nắm tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Các ngành chức năng và chính quyền các cấp khẩn trương xây dựng hoàn thiện và triển khai kịch bản, phương án đối phó với các cấp độ dịch. Đồng chí yêu cầu mỗi một huyện cần chuẩn bị ít nhất một khu cách ly tập trung với đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men y tế, nhân lực. Các cơ sở y tế các huyện, thành phố ra soát lại khu khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, các địa phương cần tập trung phân công rõ trách nhiệm cho từng ngành, tăng cường kiểm tra giám sát của ban chỉ đạo. Các cơ sở cách ly, các hộ gia đình thực hiện cách ly nghiêm ngặt theo đúng quy trình. Đối với công tác truyền thông, tăng cường cung cấp thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh trên hệ thống phát thanh và truyền hình từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao ý thức của người dân trong tự phòng chống dịch, đồng thời không để hoang mang dư luận xã hội. Ngày 9 tháng 3 năm 2020, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình do ông Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tân Lạc về việc thực hiện nghị quyết 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Tân Lạc có đồng chí Lê Trí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức huyện ủy, các đồng chí thuộc các cơ quan có liên quan và các xã thuộc diện sáp nhập. Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Tân Lạc giảm từ 24 xã thị trấn xuống còn 16 xã thị trấn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức công bố thành lập 5 đảng bộ xã mới, bao gồm xã Phong Phú và xã Đình Giáo sáp nhập thành xã Phong Phú, xã Mã Đức, Quỳ Hậu, thị trấn Mường Khến sáp nhập thành thị trấn Mã Đức, xã Do Nhân, Quy Mỹ, Tuần Lộ sáp nhập thành xã Nhân Mỹ, xã Lũng Vân, Nam Sơn, Bắc Sơn sáp nhập thành xã Vân Sơn, xã Ngoài Hoa và Trung Hòa sáp nhập thành xã Suối Hoa. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và chỉ định các chức danh bí thư, phó bí thư Đảng ủy các xã. Ngoài ra, các xã mới thành lập cũng đã tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã để kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền. Nhìn chung, các xã thị trấn sau sáp nhập đã bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần và quyết tâm cao và nhận được sự đồng thuận ủng hộ rất cao của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, sau sáp nhập, số lượng cán bộ công chức dồi dư nhiều, độ tuổi còn trẻ nên việc bố trí cán bộ công chức dồi dư còn gặp nhiều khó khăn. Việc bố trí trụ sở làm việc chưa thuận lợi cho bà con nhân dân trong việc giao dịch, khó khăn trong việc bố trí phòng làm việc cho cán bộ công chức. Kết luận hội nghị giám sát, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã biểu dương kết quả mà huyện Tân Lạc đã thực hiện trong công tác sáp nhập theo quyết định 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt là việc thực hiện các chế độ cho các cán bộ công chức nghỉ chính sách theo quy định. Đồng chí đề nghị huyện linh hoạt trong các phương án tiếp đón người dân đến giao dịch đảm bảo thuận lợi. Đồng thời hướng dẫn các địa phương sau sáp nhập quản lý và sử dụng nơi làm việc hiệu quả nhất. Lâu dài, huyện cần có phương án quy hoạch và xây dựng trụ sở đảm bảo tính tập trung và thuận tiện phục vụ công tác và giao dịch của nhân dân. Với các đề xuất kiến nghị của địa phương, đoàn giám sát tổng hợp ghi nhận chuyển đến các cấp có thẩm quyền nghiên cứu từng bước giải quyết. Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức hội nghị công bố các quy định về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố các quy định về công tác cán bộ. Theo quy định, đồng chí Mạc Thị Thảo, trưởng phòng nội vụ huyện, được luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, phụ trách Ban Tổ chức Huyện ủy. Đồng chí Đinh Xuân Đông, Phó trưởng phòng nội vụ, luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, phụ trách Văn phòng Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tứ, công chức Phòng Tài chính Kế hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy. Đồng chí Bùi Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Vinh, luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc về việc bổ nhiệm đối với ông Hà Minh Phúc, Chánh Văn phòng Huyện ủy, giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ huyện. Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm trong đợt này, đồng chí Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đề nghị với vị trí trách nhiệm của mình, các đồng chí được bổ nhiệm cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy thành tích và kết quả bản thân và tập thể cơ quan đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua. Đồng thời bắt tay ngay vào công việc được giao, chuẩn bị tốt các phần việc tiến tới đại hội đảng bộ huyện diễn ra trong thời gian tới. Sáng ngày 6 tháng 3, đồng chí Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy
đã có buổi làm việc với chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện về công tác chuẩn bị đại hội của chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện là chi bộ trực thuộc huyện ủy, được Ban Thường vụ huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm các chi bộ trực thuộc. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác của huyện ủy đã nghe Ban chi ủy và Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội của chi bộ, tập trung vào các vấn đề như công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, công tác xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm chi bộ. Theo dự thảo báo cáo, nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện đã lãnh đạo tập thể cán bộ đảng viên thực hiện tốt các biện pháp nhằm phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tích cực đôn đốc thu, quyết liệt thực hiện biện pháp công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Bình quân số thu đạt khoảng 102% kế hoạch giao, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 97-98%. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác đã cho ý kiến chỉnh sửa dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện. Đồng thời, lưu ý một số vấn đề quan trọng. Từ nay đến khi tổ chức đại hội chi bộ, các đồng chí trong ban chi ủy chi bộ phối hợp cùng với ban giám đốc tập trung lãnh đạo chỉnh sửa báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm chi bộ, nâng cao chất lượng nhân sự chi ủy khóa mới, để dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của chi bộ được chuẩn bị chu đáo trình đại hội. Ngày 5 tháng 3, chi bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Bùi Thị Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đã đến dự chỉ đạo đại hội. Thực hiện quyết định 2359 ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sáp nhập Đài Truyền thanh Truyền hình với Trung tâm Văn hóa Thể thao thành Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, chi bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc. Đồng thời, thực hiện sáp nhập và đi vào hoạt động với 19 đảng viên. Nhiệm kỳ vừa qua, dù gặp rất nhiều khó khăn do quá trình sáp nhập, song với sự tập trung lãnh đạo của ban chi ủy và sự đoàn kết vượt khó của cán bộ đảng viên, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Tại đại hội, với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội tiến hành bầu ban chi ủy và các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ khóa 2 nhiệm kỳ 2020-2022. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 3, học sinh khối trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tân Lạc đã đi học trở lại. Một buổi học duy nhất sau hơn một tháng dài nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Song cũng thông qua buổi học này đã minh chứng cho tinh thần chủ động, nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch tại các trường học trên địa bàn huyện, ghi nhận của nhóm phóng viên tại trường trung học cơ sở Kim Đồng. Trường trung học cơ sở Kim Đồng có 486 học sinh. Sáng ngày 9 tháng 3, số học sinh đến trường khá đầy đủ với tâm lý phấn khởi, song cũng rất thận trọng. Nhiều em chủ động đeo khẩu trang từ nhà và các em còn chuẩn bị riêng chai nước hoặc cốc nước cá nhân. Đến trường, được cán bộ y tế nhà trường kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng trường và được hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng trước khi đến lớp học. Trong buổi học đầu tiên, thay vì tổ chức chào cờ tập trung như mọi khi, nhà trường dành 45 phút đầu giờ để các giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền hướng dẫn các em về phòng chống dịch COVID-19 và ổn định đề nếp lớp học, tạo tâm lý thoải mái cho học sinh. Em mang một chai nước với cả giấy có cồn. Em thì rửa tay thường xuyên với cả lúc đi ngoài đường thì sẽ đeo khẩu trang với cả không hạn chế tiếp xúc với người nước ngoài ạ. Bên cạnh đó, để bảo đảm công tác phòng dịch hiệu quả, nhà trường còn thường xuyên nắm bắt và triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đồng thời huy động cán bộ giáo viên thường xuyên vệ sinh khử khuẩn trong trường lớp học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ học sinh và giáo viên, đảm bảo đầy đủ vật tư, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu. Đối với công tác y tế trường học, ngoài nguồn lực tiết kiệm từ chi khác của nhà trường,
trường trung học cơ sở Kim Đồng đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa bằng việc tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của các bậc phụ huynh và kêu gọi cán bộ giáo viên nhà trường quyên góp ủng hộ. Nhà trường đã tiến hành xây dựng hai khu vực rửa tay ở vị trí thuận lợi cho giáo viên và học sinh. Nhiều cá nhân tập thể tình nguyện mua khẩu trang, nước rửa tay khô, hóa chất khử khuẩn, chung tay cùng nhà trường thực hiện công tác phòng chống dịch. Cũng trong buổi học ngày 19 tháng 3, công đoàn nhà trường đã phát động trong đoàn viên công đoàn tổ chức đun nước xả gừng cho giáo viên và học sinh súc miệng uống để nâng cao thể trạng. Nhà trường cũng đã có cái đường dây nóng để kết nối cái hệ thống Zalo đối với qua giáo viên chủ nhiệm đối với phụ huynh học sinh để đảm bảo cái thông tin hai chiều tình hình sức khỏe diễn biến của học sinh ở nhà cũng như là tình hình học sinh ở trường để đảm bảo cái sự an tâm của phụ huynh học sinh cũng như là gia đình, nhà trường và xã hội để kịp thời ứng phó với tình hình Covid. Buổi chiều cùng ngày 19 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ra công văn số 395 về việc cho học sinh nghỉ học để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 14 giờ ngày 9 tháng 3 đến khi có lịch đi học trở lại. Với kịch bản mà nhà trường đã xây dựng trong mọi tình huống chống dịch, tin tưởng rằng trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên trang thông tin điện tử tân lạc.hoabinh.gov.vn. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.